xin chào cả nhà đang xem trên kênh Ân Tình Quê Hương. Bữa nay em lại ngồi dưới đèn vàng bầu thân thương của em tiếp tục vào bếp, nhưng mà bữa nay em không có ăn cơm nữa, bữa nay em đổi món rồi. Hôm nay em chuyển sang một món mà người miền Tây cũng không thể thiếu được, đó là món bánh xèo miền Tây. Bây giờ em đã chuẩn bị nguyên liệu rồi, xong hết trơn rồi. Giờ chỉ bắt lửa lên cho nó nóng rồi mình sẽ chiên thôi. Mời cả nhà cùng chiên bánh xèo cùng em nha. Lấy mỡ này mình chà vô cái chảo cho nó nóng cái chảo, rồi nóng mỡ lên rồi mình sẽ tiếp đến là mình đổ bột vô. Đây là bột bánh xèo nè, em đã pha trong đây gồm bột gạo, bột nghệ, bột phải kèm theo bột chiên giòn nữa, bánh của mình mới giòn nha. Còn thêm gia vị đường, nước cốt dừa và thêm trứng vịt nữa để tăng độ giòn của bánh xèo. Bỏ hành vô nữa cho thơm. Ở đây là em dùng nhân tép và thịt heo, em đã xào lên chín rồi. Và kèm theo là giá. Em chuẩn bị một gỗ rau sống thật là ngon đây. Đây là nước mắm, nước mắm ăn bánh xèo. Bây giờ chảo của mình đã nóng rồi, giờ mình đổ bột vô. Lắc đều chảo để cho cái bánh của mình thiệt là mỏng nó mới ngon. Mình bỏ nhân vô luôn. Xào vàng đều rồi, được một cái rồi nè. Thơm quá. Bây giờ mình xúc ra được rồi, tiếp tục cái thứ hai. Bây giờ mình đổ cái thứ hai nè. Múc bột ra chén để cho nó dễ đổ. Chà mở lên. Ở dưới quê làm hay mua cục bở vậy nè, cái bình chà vô cái chảo. Nó ít mỡ, nó ăn không có ngán. Tiếp tục mình để giá vô, tép và thịt, rồi mình sẽ lắc cái chảo đều vòng tròn cho nó giòn những bên dành. Rồi tiếp tục mình xong cái thứ hai nè. Nóng quá. Rồi xúc ra xề thôi. Bây giờ mình chiên được hai cái rồi mà cái mùi bánh xèo nó bốc lên mình chịu không nổi. Bây giờ xin phép cả nhà cho em tắt lửa luôn đi, chứ giờ em ăn chứ chịu hết nổi rồi. Ăn nóng rồi cho nó ngon.
Em thử trước hai cái đi rồi ăn đi rồi hẳn mới chiên tiếp. Rồi bây giờ là đây là có rau sẵn luôn. Đây là lá cách nha. Lá cách tự nhiên. Rau thơm. Bỏ vô vài lá. Kèm thêm miếng xà lách nữa. Cộng thêm miếng giáp cá. Rồi bánh xèo đang giòn rụm luôn, tranh thủ ăn. Ôi nóng quá. Bóc con tép với miếng thịt để vô. Ê, chén nước chấm đây, nhìn hấp dẫn quá. Cuộn lại. Giờ mời cả nhà cùng ăn bánh xèo với em nha. Bưng lên luôn, chấm luôn. Bánh xèo vừa nóng hổi, vừa giòn, cộng thêm cái vị béo của nước cốt dừa. Cái mùi thơm của rau chấm vô nước mắm chua chua ngọt ngọt, ngon quá bà con ơi. Chắc chưa nắng mà ngồi ngoài trời vậy nữa, có gió hiu hiu, làm cái bánh xèo còn gì bằng nữa. Tục cuốn thứ hai luôn. Ngon quá cả nhà. Thì bây giờ em cũng xin kết thúc video tại đây. Rất mong được sự yêu thương cũng như ủng hộ của cả nhà để em có thêm nhiều động lực hơn nữa. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.